Một bức thai giá. Dạ chị, em thấy chị nhắn chị Nhung muốn Nguyên Như đọc lại một lần nữa hả chị Nhung? Sao cái máy của Nguyên Như không có cái máy của em không có thấy chị nhắn cái gì hết. Thầy vô hả? Em không có thấy thầy vô luôn ta. Thôi như vậy thì dạ con kính chào thầy Kinh. Thầy ở đó rồi con không thấy. Dạ con xin kính mời đạo tràng có thể lắng lòng thanh tịnh để chúng ta bắt đầu chuẩn bị thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu a sambu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu samma sambu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu samma sambu tha sa. Brahmacaloka thipati sahampati gatanchali anthiwarang ajaja santi thasantam barajang khachatika đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quy nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta danh tu cha tu san cha đành đặng ba bố tha này dê pari sa và man chê ê quang xà hâm bà ti brahma Phá ga văn tăng a gia cha tha tăng hi phà quê na tăng bố thô ta ruôn nhê na thi quá xa gia tăng ha vua tha gia ba đê na Ni ga da yang ta to ga to ban cha wa ya da yo nei ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si san ta năng an tha sinh tha căng tê na sa tu a du phan tê đề xê tu tham a đề sa năng sam ba di tha pa ri sa ya a nu cam bam bi ca ta huê. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Thà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh có thể đăng đàn để giảng pháp cho chúng con bài vi dự pháp ngày hôm nay thưa thầy. Dạ Nguyên Như con xin giao mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khai. Dạ nghe rõ không vậy? Alo. Dạ, kính lễ Diệu Tôn Đức Tăng trong rung. Dạ, xin chào tất cả. Dạ, hôm nay tới ngày học hình như Nguyên Như, Nguyên Trang thì đi thiền đã về cái lên cõi trên hết trơn. Quên hết. Quên hết.
không muốn học nữa. Sướng quá. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại buổi học sau một tuần quý vị an cư vào một cảnh giới mới. Rồi. Biết đi thiền sao về thay đổi hết, có tiến bộ mới hết. Rồi, hôm nay chúng ta chuẩn bị bước vào một bài học mới. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chấp bài đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayāmi. Svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Sabbadibbano bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi. Samma sambuddhamattulaṃ sassadhaṃ maganuttamaṃ abhivādayapāsissaṃ Abhidhammattasangaṃ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài mới, bước vào học qua phần sắc pháp. Sắc pháp lúc này mình chưa học. Rồi, hôm nay em cô thư ký sẽ post bài lên để cho quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc ha. Rồi, xin mời tất cả. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ chư tăng, con xin kính chào thầy kinh và con xin thành kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ như vậy để con xin phong phong lên câu đọc trước. Rupa sanghavi pago phân tách sắc pháp. Rupa samudde sa lệ kê các sắc. Chattari maha bhutani chattunna nang cha maha bhutanang upadaya rupantinti dui dam pe tang rupang ekadasa videna sanghaṃ gacchati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc. Sắc y đại sinh, hai phần này gồm 11 loại. Ca thân 1. Phathavidhātu, Apodhātu, Techodhātu, Vayodhātu, Bhuta rupang nama. Bằng cách nào những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt là lửa và nguyên tố di động gió. Chắc khu sô tăng gà năng quý hòa ca đồ Pasa da rupa rupang na nama, những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rupang sado gando raso apodatu vachitang putatta yasankatang fo ta
phô tập bằng bằng chát gột chara rút bằng nà má những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Ít thách tầng purisat tầng bao quát Pavarupan nama, những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. Hadaya vatthu, hadaya rupan nama, tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. Chivitindriyan, chivita rupan nama, tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, tức là sắc mạng quyền. Kapalikaro aharo ahara rupan nama, tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Iticha attharasa quyết thambe tăng sapara qua rupan salakana rupan nipphana nipphana na rupan rupa rupan sammasana rupan ti cha sanghahang gacchati. Như vậy 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại theo những tính đặc tính cố hữu của nó, b theo những đặc tính tật tướng tiêu biểu của nó, c như được cấu tạo do nhân duyên, d như luôn luôn biến đổi, e như thích nghi để suy niệm. Akasadatu akasadatu parikhe daru bang nama, tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. Ca giá huynh nhát tí qua chi huynh nhát tí huynh nhát tí ru bằng nà má, tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, tức là thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời nói, tức khẩu biểu tri. Rupasa lahuta muduta kammanyata vinyati tva yam viparupam nama, những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp, và hai hình thức biểu lộ, tức biểu tri. Rupasa upachayo santati charata anicchata anicchata lakkhana rupan nama, những đặc tướng của sắc pháp tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và thường. Chirupa pa me wa patne Panetha upachaya santati namena pavuchati ti ekada saudam petang rupang atha visa sati vidang hoti sarupa vasena. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cô. Dạ, xin cảm ơn chị Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin lỗi đạo tràng đọc nó lủng củng vì nhìn xa ra cái trên cái điện thoại nó xa ra thì nó thấy nó nhỏ, cũng không thấy được, gần quá là cũng không được, là từ vừa lão vừa cận. Con xin lỗi đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic.
Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Ca Giá. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào sư thầy Kinh, con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc Rupasangaha vipago phân tách sắc pháp rupasamuddhesa liệt kê các sắc chattari mahabhutani chatunyam chamaha bhutanam upadaya rupanti tuy tam phê tăng rupang e kadasa vi te na sanggahang gacchati. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sinh. Hai phần này gồm 10 loại. Các thần 1. Patavi da tu apho da tu tejo da tu vajo da tu bhutarupang namma nama. Bằng cách nào? 1. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. 2. Chakku so tang ga nang jiwa kayo pasa darupang nama. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 3. Rupang tado gando raso apoda tuvacitang putat tayasang katang po pot tapancha gochara rupang nama. Những cảnh giới làm đậu, những cảnh giới đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. 4. Ittatang purisatang bhavarupang nama. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ. 5. Hadaya vattu hadaya rupang nama. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. 6. Jivitindriyam jivita rupang nama. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mạng quyền. 7. Kapalikaro aharo aharap, xin lỗi, aharapang nama. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Iticha attha rasavi da, xin đọc lại. Iticha attha rasavi dam pe tang sap sapa varupang salakha salakha narupang nipphan narupang rupa rupang sam masana rupanti chasangahang gacchati. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại theo những đặc tính cố hữu của nó, b theo những đặc tướng tiêu biểu của nó, c như được cấu tạo do nhân duyên, d như luôn luôn biến đổi, e
như thích nghi để suy niệm. 8. Akasatatu parichedarupang nama. Tính chất phân giới hạn của pháp, tức nguyên tố không gian hư không. 9. Kayawinyati vacchivinyati vinyati rupang nama. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói khẩu biểu tri. 10. Rupassa lahuta mututa khang manyata vinyati doi yang vikarupang nama. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. Rupassa upachayo santati charata anicchata lakkhana rupang na. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sinh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Cha ti ru pa me wa pa ne tha u pa cha ya san ta ti ti na me na pa bu cha ti ti e ka da sa wi dang pe ru phang a tha wi ti wi dang hồ tí sa rù pa wa se na. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, alo ạ. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu đã ngay rõ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Nguyên Thông, kính lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. À, con kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Rù ba sằng gá ha huy phà gồ phân tách sắc pháp. Rù ba sa mút đề sắc liệt kê các sắc. Chắc tà ri ma hà phù tà ni cha tù nhành. Cha ma hà phù tà nặng. U bà đà gia rù bàn hi duy hàm bề tặng. Rù bằng đề cả đa sa đa ca vi hề na na sằng ga hằng gách tràn tị. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và nhượng hóa của sắc. Sắc y đại sanh, hai phần này gồm 11 loại. Cát tằng bát tha quỳ thà tu à bồ thà tu tề chỗ thà tu hòa dồ thà tu phù ta rù bằng nà mắt. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa và nguyên tố di động gió. Hai, khu sô tằng khà nằng chiều hà cà đồ ba xà đa rù bằng nà mắt. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng sát đồ gần thổ ra sô à bồ thà tu quách chi tằng phù tát ta gia sằng khà tằng phốt
Tháp bành cha gồ cha ra rù bằng nà mắt. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất. Đố, ngoại trừ nguyên tố nước, có đặc tính làm gì? Thát tầng, burisat tầng, phà qua rù bằng nà mắt. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. 5. Hada yawat thu hada yaru bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. 6. Chỉ huy tìn ri dàng chỉ huy ta rù bằng nà mắt. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sắc mạng quyền. 7. Ba lì cà hà rồ à hà ra rồ bằng nà mắt. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Iti cha át thà ra sa huy thầm bề tặng sa phà qua rồ bằng sa lắc khả nà rồ. Salakhanaru bằng, Nipphanaru bằng, Rupaaru bằng, Sammasanaru bằng, Ticha sangha hàng gách chất tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tính, đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. À cà sa thà tu ba rích chề đa rù bằng nà mắt. Tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. 9. Cà gia quỳnh nhát ti qua chì quỳnh nhát ti quỳnh nhát ti rù bằng nà mắt. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. 10. Rù ba sa la hu tà mu du tà cầm mảnh nhát tà quỳnh nhát ti đoa dần quy cà ra rù bằng nà mắt. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm điệu, nhô, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. 11. Rù bát sa u bát cha yô sẵn ta ti cha ra tà anik cha tà lắc khana rù bằng nà mắt. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Chà ti rù ba mề wa ba nét tha u ba cha ya san ta ti na me na ba vuk cha ti ti e ka da sa vi tham be tang ru bang a tha vi sa ti vi tang ho ti sa ru ba wa se na. Nơi đây, đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, xin kính mời vị kế tiếp. Xin cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài ạ. Bút thay giá, nắp mưu thăm mai giá, nắp mưu sang khai giá. Dạ, con xin kính đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng Dung và Nguyên Trang cho tín hiệu. Rù bá sằng, gá há quý phà gồ, phân tách sắc pháp. Rù bá xá mút đề xá, liệt kê các sắc.
Chatta rimaha phù tà ni chá tuần nằm chá má hà phù tà nằm ú bà đà giá rù bằng tí túy thầm bề tằng rù bằng ê cà đá xá quý thề ná sằng cá hằng gách trần tí. Sắc có hai phần là bốn đại chính yếu và những chuyển hóa của sắc. Sắc y đại sanh, hai này gồm 11 loại. Cá thần, một, bá thá quỳ thà tú, a bồ thà tú, tê chô thà tú, hòa dô thà tú, phù tá rù bằng nà má. Bằng cách nào? Một, những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra, đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền, nước, nguyên tố nhiệt, lửa và nguyên tố di động, gió. 2. Chắc khú, sô tăng, khà nàng, chiều hà, cà dồ, bá xà đá rù bằng nà má. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng, sắc đồ, gành thồ, rát sồ, à bồ thà tu bắt chí tăng phù tách tá giá sằng khà tăng phốt thấp bành chá gồ chá rá rù bằng nà má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thân, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong bài nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Số 4. Ít thách tăng bú rí sách tăng phà quá rù bằng nà má. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức tính nam, tức nam tánh và nữ tánh. 5. Há đá giá quách thu há đá giá rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. 6. Trì quý tình trí dàng trì quý tá rù bằng nà má. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sắc mãn quyền. 7. Cá bá ly cà rồ a hà rồ a hà rá rù bằng nà má. Tính chất dinh dưỡng của pháp, tức sắc vật thực. Ý tí chá ách thà rá xá quý thầm bề tằng xá phà quá rù bằng xá lắc khá ná rù bằng nít phần ná rù bằng rù bá rù bằng sầm mát xá ná rù bằng tí chá sằng gá hằng gách chất tí. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại: A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tướng tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. A ca sa tha tu ba rít chề đá rù bằng nà má. Tính chất phần giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, hư không. Ca giá huỳnh nhắc tí, quá chi huỳnh nhắc tí, huỳnh nhắc tí rù bằng nà má. Tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu trì, và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu trì. 10. Rù bá xá lá hú tà mú đú tà cầm mành nhá tà huỳnh nhách tí đoá dằn quý cà rá rù bằng nà má. Những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu trì. 11. Rù bá xá ú bá chá dồ sàn tá tí chá rá tà anít chá tà khá ná rù bằng nà má. Những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Chà tí rù bá mề quá bá nét thá ú bá chá giá sàn tá tí nà mề ná bá quýt chá tì tí ê cà đá xá quý thằng bề tằng rù bằng ách thá quỳ xá tí quý thằng hồ tí xá rù bá quá xề ná. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28, tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Và con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Nguyên như cảm ơn cho Nguyễn đã post bài.
Dạ con là Nguyên Thông, con xin đọc bài. Rupanga vipago phân tách sắc pháp. Rupa samut đề sa liệt kê các sắc pháp. Chakari maha phu ta ni cha tum nan cha maha phu ta năng upada ya rupang tidvik tham bế tăng rupang eka dasa vithe na sanggahang gatcha gatcha ti. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc. Sắc y đại sinh, hai phần này gồm 11 loại chattari maha phu ta ni chattu năng cha maha phu ta năng upada ya rupang ti duy tham mê tăng rupang eka dasa vidhe na sangha hang gat cha ti. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc. Sắc y đã sanh, hai phần này gồm 11 loại. Các thăng, một bát tha vi tha tú, apo tha tú, tê chô tha tú, vá vô tha tú, phu tá ni ru băng na má. Bằng cách nào? Một, những tánh chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tính duỗi ra là đất, nguyên tố có đặc tính làm dính liền lại là nước, nguyên tố nhiệt là lửa, nguyên tố di động là gió. Số 2, chắc khu sô tăng khả năng chi pha ca yô pa sa đa ru pang na ma, những tính chất nhại của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Số 3, ru pang sa đô gan thô ra sô a po tha tu vát chi tăng phu tát ta giá sang kha tăng phô tháp pa tháp băng chá gô chá ra rù băng na má, những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nguyên tố nước có đặc tính làm dính liền. Số 4, ít tháp tăng purisat tăng pha vá rù băng na má, những tính chất của sắc về tánh, tức là nam tánh và nữ tánh. Số 5, Adayavak thu Adayarupang nama, tính chất của sắc về tâm, tức là sắc ý vật. Số 6, Chiu tiên trí giang Chivitarupang nama, tính chất của sắc pháp về đời sống, tức là khả năng sống, sắc mạng quyền. Số 7, Kabali karo aharo ahara rupang nama, tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức là sắc vật thực. Iticcha attha rasa vitam pe tang sabba varupang salak thana rupang nipana rupang rupa rupang samana rupang ti cha sanggahang gat jati. Như vậy, 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại. A. Theo những đặc tính cố hữu của nó. B. Theo những đặc tính tiêu biểu của nó. C. Như được cấu tạo do nhân duyên. D. Như luôn luôn biến đổi. E. Như thích nghi để suy niệm. 8. A. Ca. A. Sát tha tú. Va ri chê. Đa ru pang na ma, tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian, tức là hư không. 9. Ca ya vi nhát tí va chi na va chi nhát tí vi nhát tí ru pang na ma, tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và sự biểu lộ bằng lời là lời nói, khẩu biểu tri. Số 10. Ru pa sa la hu ta mut Mudukta kamma kammanyata vinyati doayang vikarupa vikarupang nama, những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, tức là khinh, mềm dịu, tức là nhu thích nghiệp, và hai hình thức biểu lộ, tức là biểu tri. Số 11, rupa saupacayo santatichara charata anicchata lắc
Sana rupang nama, những đặc tính của sắc pháp, tức là sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Chati rupameva panattha upacayan upacasang tatina mena pavucchati ti ekadasa thăng pe tăng ru bằng atavi sativi thăng hô tu saru bavasena. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp như vậy. 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cấu hữu. không sao con. Cảm ơn con, xin cảm ơn thầy kinh. Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Minh Thông và con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Trang Nguyễn. Rupasang Hawipago phân tách sắc pháp. Rupasamudde sa le liệt kê sắc pháp. Liệt kê các sắc chát thà vimaha phù tà ni chát tùn nhầm cha ma hà phù tà nằng u bà đà gia rù bàn ti tuy thầm về tầng rù bằng e cà đa sa vi thề na sẵn cá hằng cách chát tí. Sắc có hai phần là bốn đại chánh yếu và những chuyển hóa của sắc, sắc y đại sanh. Hai phần này gồm một loại. Khát thăng. Một. Bá tha vi tha, tu a bồ tha, tu tê chô tha, tu hòa yô tha, tu phù ta rù bằng nà má. Bằng cách nào? Một. Những tính chất chánh yếu của sắc pháp, nguyên tố có đặc tánh duỗi ra đất, nguyên tố có đặc tánh làm dính liền nước, nguyên tố nhiệt lửa, nguyên tố di động gió. Chắc khu sô tầng khà nằng chiều hà ca yô bát xà đá rù bằng nà má. Những tính chất nhạy của sắc pháp, tức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Rù bằng sáp đồ gần thô rác sồ à bồ thà tu chất tu vách chi tầng phù tát tha gia sẵn khả tầng phốt thấp bằng cha gồ cha ra rù bằng nà má. Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp, tức sắc, thinh, hương, vị và xúc. Xúc nằm trong ba đại nguyên tố vật chất, ngoại trừ nước, có đặc tính làm dính liền. Ít thát tăng, bú rí sát tăng, phà quá rù bằng, nà má. Những tính chất của sắc pháp về tánh, tức nam tánh và nữ tánh. Hà đa gia quát, thu hà đa gia... Dạ, con đọc lại. Hadayavat thu hadaya ru bằng nà ma. Tính chất của sắc pháp về tâm, tức sắc ý vật. Chi vi tình trí dần. Chi vi ta ru bằng nà ma. Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống, sức mạng quyền, sắc mạng quyền. Kapali karo. Aharo, aharu bằng nà má. Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức sắc vật thực. Kiticha attha, rasa vi thầm về tầng. Sapa waru bằng, salakana ru bằng, nipan naru bằng,
rupa rupan sammasana rupanti cha sangha hằng gacchati. Như vậy 18 loại tính chất của sắc pháp được gom lại A theo những đặc tính cố hữu của nó, B theo những đặc tính tiêu biểu của nó, C như được cấu tạo do nhân duyên, D như luôn luôn biến đổi, Y như thích nghi để suy niệm. Akasatha tuparicche darupannama, tính chất phân giới hạn của sắc pháp, tức nguyên tố không gian hư không. Kaya vinyati vachi vinyati vinyati rupannama, tính chất truyền thông của sắc pháp, tức sự biểu lộ bằng thân, thân biểu tri và sự biểu lộ bằng lời nói, khẩu biểu tri. Rupas salahuta mudutta mannyata vinyati đoa dằn vikara rupannama, những hiện tượng biến đổi của sắc pháp như nhẹ nhàng, khinh, mềm dịu, nhu, thích nghiệp và hai hình thức biểu lộ, biểu tri. Rupasaupacchayo santaticca rata anicchata lakkhana rupannama, những đặc tướng của sắc pháp, tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô thường. Jatirupame vabanet thaupacchayasam tatiname napavuccati ti ekadasavithambe tang rupam atthavisativitham ho tisarupavasena. Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng của sắc pháp. Như vậy, 11 hiện tượng của sắc pháp được xem là 28 tùy theo đặc tính cá biệt cố hữu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ con cảm ơn thầy Kinh, con xin xuống mic ạ. Ơi, xa đâu xa đâu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tam Bà Dạ, Nam Mô Sa Ngài. À, bài Bali hôm nay cũng hơi dài chút xíu, nó hơi chiếm thời gian chúng ta chút. Thôi chịu khó đọc trễ trễ xíu ha. Nếu mà học kịp nữa học tới sáng luôn. Có gì đồng ý không? Học cho học đầu đà tới sáng luôn. Ok luôn, sụp quá. Rồi, cái điều gì hôm nay mình bước vào cái vấn đề về vật chất, về sắc pháp và rupa và sắc pháp. Rồi, mời thầy ký ghi luôn ha. Rupa và sắc pháp. Rồi, chữ sắc pháp này, chữ rupa nó căng từ chữ rup. Căn từ chữ rút có nghĩa là bị tan vỡ hay là phân tán, nghĩa là căn từ chữ rút là tan vỡ hay là phân tán. Như vậy thì cái chữ ru bá này đó, cái ru bá thì có nghĩa là một cái sự thay hình đổi dạng. Ru bá là cái gì đó thay hình đổi dạng, hay là có một hình thể khác do ảnh hưởng của những điều kiện vật lý, như nghịch chiều với nhau, như ngày nóng lạnh mềm vân vân ha. Thì vậy mình ghi là rupa là cái gì thay hình đổi dạng, cái gì thay hình đổi dạng, hay có một hình thể khác do ảnh hưởng của những điều kiện vật lý, nghịch chiều
tức là cái gì tha hình đổi dạng hay có hình thể khác do ảnh hưởng của những điều kiện vật lý nghịch chiều như nóng lạnh vân 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 ha. Nhiều như là nóng lạnh cứng mềm vân vân, nghĩ thêm chút xíu cho nó rõ ràng. Rồi xuống dòng ha, ghi là sắc là những gì luôn biến đổi và hòa diệp. Sắc là những gì luôn biến đổi và hòa diệp, tức là người ta muốn nhấn mạnh cho mình biết là sắc là ru bá này là không có một cái sự tồn tại vĩnh cửu, mà nó luôn luôn là biến đổi, nó luôn luôn là thay đổi, nó luôn luôn là sanh diệt liên tục, không có một cái sự trường tồn bất biến đâu đó. Để đánh phá tan cái thành kiến tâm của mình là có một cái gì đó trường tồn, mà sắc là ta, sắc là của ta, vân vân. Cho nên những cái định nghĩa này rất là quan trọng để chúng ta có được một cái tri kiến đúng đắn ha. Là sắc là những gì luôn luôn biến đổi và hòa diệt. Rồi sử dụng sắc chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng hay 17 sắc ma tâm. Sắc chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng hay 17 sắc ma tâm. Tức là khi mà cái sắc pháp nó sanh lên thì nó sanh theo cái lộ trình tâm. Tức là lộ trình tâm 17 cái tâm sanh là liên tục, sắc na tâm sanh diệt liên tục 17 sắc na. Thì sắc pháp nó tồn tại từ khi bắt đầu cái sắc na đầu tiên cho tới sắc na cuối cùng thì nó mới gọi. Ví dụ như sắc nghiệp sanh lên ngay cái sắc na đầu tiên, rồi đi cho tới 17 sắc na tâm sanh diệt, thì lúc đó cuối cùng thì sắc pháp nó mới diệt ở sắc na thứ 17. Thì như vậy sắc na nó chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng, tức là nó chậm hơn tới tâm tới 17 lần, tức là tâm sanh diệt 17 sắc na mà sắc pháp thì mới bắt đầu diệt. Như vậy là chậm hơn 17 lần như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là như vậy là rất là kinh khiếp, rất là nhanh. Rồi xuống dòng sắc biến đổi nhanh chóng. Sắc biến đổi nhanh chóng đến nỗi ta không thể gõ hai lần đúng ngay vào một nơi. Sắc biến đổi nhanh chóng đến nỗi ta không thể gõ hai lần đúng vào một nơi. Tức là nói cái sắc pháp đấy, cái sự mà sanh diệt liên tục biến đổi nó rất là nhanh chóng, mà mình không thể nào mình khó nghe cho nó hai lần được. Mặc dù mình tưởng là mình khó nó đúng một chỗ đó, nhưng mà thực sự nó đã thay đổi liên tục, giống như câu chuyện dòng sông, không thể nào mình tắm chung một dòng sông ha. Nó tắm chung trên dòng sông thay đổi liên tục. Thì như vậy sắc pháp nó biến đổi rất là nhanh, chúng ta không thể nào gõ một lần đúng ngay vào một nơi được, gõ hai lần đúng một nơi như vậy. Rồi xuống dòng sắc ý nghĩa gần nhất là, sắc ý nghĩa gần nhất là, hình thể phải, phần vật chất phải, hình thể phải, phần vật chất phải, cơ thể vật chất phải, vật vô tri giác chấm chấm chấm, hình thể, phần vật chất, cơ thể vật chất, vật vô tri giác. Một số những cái định nghĩa về cái chữ ru bá để cho chúng ta nắm được cái nghĩa chính xác ha. Là sắc là những cái gì mà nó luôn luôn thay đổi, là nó biến diệt liên tục, nó chỉ tồn tại trong 17 sắc ma tâm rồi nó mới diệt, và nó nhanh, rất là nhanh, và nó có những cái hình tướng vật chất, hình thể vật chất, thể vật chất, vật vô tri vô giác thì được gọi là rupa. Rồi và số dòng ghi đặc tính của, đặc tính sắc, đặc tính của sắc có 8, đặc tính của sắc có 8. Yeah.
một vô nhân á hề tu cá hai chấm vô nhân á hề tu cá thì chúng không có liên hệ gì về nhân thì được gọi là vô nhân, vì chúng không có liên hệ gì về nhân. À, thì đặc tính thứ nhất của sắc pháp thì được cho chúng ta biết là nó xếp vào loại vô nhân, là nó không có liên hệ gì đến nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, sân si, nó là thuộc về vật chất. À, cho nên được gọi là a hề tu cá vô nhân, vì chúng không có liên hệ gì về nhân. Rồi số 2 là hữu duyên sa bắc cha giá, hữu duyên sa bắc cha giá. Hữu duyên sa bắc cha giá, đúng rồi, hữu duyên sa bắc cha giá được gọi là hữu duyên bởi vì chúng có bốn duyên liên hệ. À, sắc pháp nó có bốn cái duyên liên hệ. À, vì được gọi hữu duyên là như vậy là vì chúng có bốn duyên liên hệ: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Vì chúng có bốn duyên liên hệ: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bởi vì quý vị biết là sắc pháp mà khi sanh lên, thứ nhất là sắc sanh là do nghiệp. Khi mình tái tạo tục sinh là thứ nhất là do nghiệp, rồi tiếp theo là do tâm sanh, sắc do tâm tạo, rồi sắc do thời tiết tạo, rồi sắc do vật thực tạo. Cho nên sắc pháp nó được hiện khởi là do bốn cái duyên có sự liên hệ nhau, được gọi là hữu duyên. À, rồi tới số 3, cảnh lậu sa quầm, cảnh lậu sa quầm. Vì chúng là cảnh của lậu, vì chúng là cảnh của lậu. Vì sắc pháp đó là đối tượng, là cảnh để làm cho phát sanh là những cái lậu, lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô lậu, vân vân. Thì như vậy cảnh sắc số 3 là cảnh lậu, vì chúng là cảnh của lậu hoặc. Vì chúng là cảnh của lậu thôi còn. Rồi, số 4 là cấu tạo sằng khá tăng, cấu tạo sằng khá tăng, sằng khá tăng, đúng rồi, viết đúng rồi, giỏi quá. Thử coi viết có đúng không nha. Thử học lâu đọc rồi viết đúng không, cấu tạo sằng khá tăng. Tăng khá là ca hát chứ mấy dê hát nha. Tăng khá tăng, đi khá. Tăng khá tăng. Đúng rồi, cấu tạo tăng khá tăng. Vì được gọi là cấu tạo là bởi vì được cấu tạo bởi cũng do bốn duyên. À, nó cũng được cấu tạo bởi do bốn duyên. À, nó được cấu tạo thành, mình ghi đầy đủ, vì được cấu tạo thành, cấu tạo cấu thành cho nó thêm đầy đủ, vì được cấu tạo cấu thành bởi bốn duyên: nghiệp, tâm, thời tiết và thực. À, thì sắc pháp nó được cấu tạo lên, nó được cấu thành lên, nó được hiện hữu bởi do bốn duyên: nghiệp, tâm, thời tiết và thực. À, mai mốt chúng ta học vô sâu về phần sắc pháp, học về nhóm sắc, rồi về sự sanh khởi của sắc này kia, với cái lộ sắc thì nó rất là khó hiểu, vì cái nó rất ít có thấy tìm, hình như tìm sách chú giải vậy, cái này nó rất là hiếm, như gần như không có rồi. Nó cũng khó hiểu rất rối. Sắc pháp là vậy, nó khó học hơn bên phần tâm pháp. Cái là bốn duyên, tứ dòng,
số mấy, số 4 hả? Giờ tới số 5. Tại thế lô ký giá, tại thế lô ký giá, vì nó trực thuộc thế gian, vì trực thuộc thế gian, mở ngoặc dục giới sắc giới, mở ngoặc lô ký giá, vì trực thuộc thế gian, mở ngoặc dục giới sắc giới, mở ngoặc. Rồi, số 6 thuộc dục giới, à, nhấn mạnh về cái thuộc dục giới. Kama vacharan, kama vacharan thuộc dục giới, bởi vì sắc pháp là nó thuộc về dục giới, tức là vì là cảnh của dục ái phạm vi ngũ trần, vì là cảnh của dục ái phạm vi ngũ trần, à, sắc thinh hương vị xúc là thuộc phạm vi ngũ trần, là được xét vào cũng là thuộc dục giới. Kama vacharan, vì là cảnh của dục ái phạm vi ngũ trần. Vì là cảnh của dục ái phạm vi ngũ trần. Ca ma quá cho răng, đúng rồi đó. Có theo vô quyền đó thôi. Ca ma quá cho răng có vô quyền. Thuộc dục giới ca ma quá chắc răng, vì là cảnh dục ái phạm vi của trần, rồi đúng rồi đó, sao sao đó. Rồi số 7 không có đối tượng, không có đối tượng. A na ram ma năng, a na ram ma năng, a na ram ma năng, dễ không nào, biết rồi ha. Số 7 không có đối tượng. Ana ramma năng, vì không thể biết cảnh, à, được gọi là không đối tượng, là vì không thể biết cảnh. Ana ramma năng, đúng rồi đó. Không có đối tượng. Ana ramma năng, vì không thể biết cảnh. Tức là cái sắc pháp này nó không có đối tượng, bởi vì nó là sắc pháp mà, thì nó đâu có đối tượng, bởi vì nó không có thể biết được cái gì hết, nó không thể biết được cái cảnh, cho nên nó đẹp vào cái loại là không có đối tượng, vì không thể biết cảnh. À, bởi vì nó được ý ha, là được gọi là không có đối tượng, bởi vì sắc pháp nó không thể biết được cảnh, cho nên nó không có đối tượng để mà nó biết. Rồi số 8 là không thể bị trừ. Ba hà tập bằng, ấp 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 ba hà tập bằng, được chưa? Không là đối tượng xét trừ. Appaha tập bằng, đúng rồi, không thể bị trừ, tức là Appaha tập bằng, tức là không là đối tượng xét trừ, à, tức là sắc pháp nó không là, không phải là có đối tượng mà để mình tu tập mình xét trừ đó, nó không phải là phiền não, nó không phải là tham sân si, không phải là tà kiến, hay không phải là những cái pháp mà để chúng ta diệt trừ, thì nó thuộc về sắc pháp, nó không thể bị trừ, à, nó chỉ theo định luật tự nhiên của nó sanh diệt thôi, cho nên nó là không là đối tượng để mà mình xét trừ. Rồi đó là 8 cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết được đặc tính của sắc pháp ha. Cho chúng ta thấy. Rồi bây giờ xong chưa, quý vị ghi xong hết chưa? Bây giờ mình xuống tới vô cái phần chính đó.
thấy đọc nó nhanh rồi sẽ hụt hơi ta, đọc chậm rì từ 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 đi rè rè hơn là đi kinh hành nữa. Đó, qua cái vô những cái vấn đề mà đặc tính của sắc pháp mà chúng ta thấy được nó có những cái ý nghĩa một cách rất là độc đáo ha, rất là đặc biệt của nó để mình biết, và khi mình tu tập mình sẽ nắm được những vấn đề này, mình biết cách để làm sao. Thôi là đối tượng cần phải lao. Cần phải lao cho khô. Không, không? Rồi xong rồi xuống dòng sắc phân loại. Sắc phân loại hai chấm có hai. Sắc phân loại hai chấm có hai. Một sắc tứ đại maha phu ta ni, maha phu ta ni, maha đại phu ta ni, maha phu ta ni là sắc tứ đại. Maha phu ta ni Maha phu ta ni thiếu cái chữ phu, thiếu cái quyền luôn ha. Maha phu ta ni đọc rõ ràng nha, đường âm là đoạn âm đàng hoàng ha. Maha phu ta ni, rồi đúng rồi, chính xác. Ủa sao quý vị viết bỏ cái dấu ngang được, sao máy tôi làm được ta, máy gạch cái dấu ngang nó không được, biết làm sao, chắc phải download cái chương trình gì đúng không? Maha phụ ta biết phải không? Có phần mềm xe phone có à, còn cái laptop thì chắc không có mà. Phải download xuống. Rồi số 1 là sắc tứ đại ha, số 2 là sắc y đại sinh, sắc y đại sinh Upādāya rūpāṇi, Upādāya rūpāṇi, được chưa? Upādāya rūpāṇi, đọc vậy ghi được không? Sắc y đại sinh, Upādāya rūpāṇi. Rồi đúng rồi, à, như vậy sắc pháp mình có hai thứ ha, sắc tứ đại, sắc y đại sinh. Rồi xuống dòng a lớn sắc tứ đại hai chấm có bốn, sắc tứ đại hai chấm có bốn. Copy luôn cho lẹ. Sắc tứ đại 2.4. Một và thân quý thà tú, quyền tố đất ha. Rồi, quyền tố đất nó căn từ chữ này, nó căn từ chữ bút là nới rộng ra, căn chữ bút là ý nghĩa là nới rộng ra, giãn ra, duỗi ra, trương. À, tức là cái từ bút nó mang ý nghĩa là nới rộng ra, giãn ra, duỗi ra, trương ra. Đúng rồi. Rồi, tính của đất ha, thì giờ mình đặt tính hai chấm cứng và mềm. Đặc tính của đất, đặc tính hai chấm cứng mềm.
Rồi, tức là đất, cái bản thể của đất nó có hai cái mặt đó, đó. Cứng cũng là đất mà mềm cũng là đất. À, nhưng mà mình nên biết đó là cái đặc tính đặc biệt của cái đất như vậy. Rồi, khả năng hai chấm. Nâng đỡ, chịu đựng, hứng chịu các sắc đồng sanh. Nâng đỡ, chịu đựng, hứng chịu sắc đồng sanh. Nâng đỡ, chịu đựng, hứng chịu các sắc đồng sanh. Tức là cái thể đất, cái khả năng đất nó có một khả năng là như vậy, nó chứa đựng những tất cả những sắc khác nào sanh chung đó, à, nó hứng chịu, nó nâng đỡ, nó chịu đựng, à, giống như là một cái mặt bàn nó có thể để tất cả mọi đồ lên nha. Thì như vậy cái bản thể của cái chất đất này nó có cái khả năng nó làm phần sự đó, là nó nâng chịu, nó hứng chịu các sắc đồng sanh chung với nó, à, các sắc hứng chịu các sắc thôi, đúng rồi, thứ chỉ sắc thôi, hứng chịu các sắc đồng sanh. Rồi cái dòng mình gạch đầu dòng nữa ha, ghi câu này nữa: sắc nào thành chỗ cho các sắc đồng sanh nương nhờ được gọi là đất. Sắc nào thành chỗ cho các sắc đồng sanh nương nhờ được gọi là đất. Sắc nào thành chỗ cho các sắc đồng sanh nương nhờ được gọi là đất. À, tức là cái sắc pháp nào, cái vật chất nào mà nó thành một chỗ mà cho những cái sắc khác đồng sanh để mà nương nhờ được, à, thì cái đó được gọi là đất. À, mình hiểu cái nghĩa, bởi vì cái chữ đất rồi đó, à, mình cái từ ngữ mình không khéo mình sẽ bị cứ bị cái vấn đề mà giống như mình có cái sự suy nghĩ quen thuộc là đất là cái gì đó, như cục đất hay là nó đất hay là cục gạch có đất đó, mình kêu là đất, nhưng mà không phải, nó là một cái vật chất mà nó có cái chỗ mà nó là cho những cái sắc khác mình nương lên được thì cái đó được gọi là đất. À, cho bạn hiểu nghĩa một cách rõ ràng như vậy. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Tứ ý nghĩa: trạng thái hai chấm, cứng hoặc mềm, à, kêu là trạng thái của nó hai chấm, cứng hoặc mềm. Cứng hoặc mềm có cái chữ Bali đó. À, cứng hoặc mềm nó hai cái từ Bali đó. Cút khá lắc ta lắc khá nà, lắc khá nà là tướng, cút khá lắc ta lắc khá nà. Rồi, xuống dòng. À, B là phận sự. Duy trì. Phận sự của đất là duy trì. Phải. Duy trì, phải. Chính cái yếu tố đất có phận sự choáng chỗ hay tạo vị trí. Chính yếu tố đất có phận sự choáng chỗ hay tạo vị trí. Duy trì các sắc đồng sanh tức là chính cái yếu tố đất nó có phận sự là choáng chỗ, nó chiếm chỗ hay tạo cái vị trí duy trì cho các sắc đồng sanh. Đó là phần sự của nó. Rồi, C là sự thành tựu. Sự thành tựu của nó là hứng chịu. À, hứng chịu.
sự thành tâm thánh chịu. Rồi B là nhân cần thiết, có tam đại còn lại, vì là có tam đại còn lại, nước lửa gió, nhân cần thiết, có đại còn lại, nước lửa và gió. Tức là đất nó cần phải có cái nhân liên hệ với nó, tức là phải có nước lửa và gió thì đất nó mới tồn tại được, còn nếu mà không có nước lửa thì đất không thể tồn tại. Cho nên bốn cái vật chất này là luôn luôn là phải sanh cùng chung với nhau, tức là không thể thiếu một trong bốn này, không thể thiếu được. Cho nên cái nhân cần thiết của nó phải cần có tam đại. Rồi đó là cái mình đang nói xong về phần về nguyên tố đất. Giờ mình đi tới nguyên tố nước mà này có bị cái gì luôn. Rồi số 2, Abo Tha Tú, nguyên tố nước. Vì cái câu này. Nguyên tố nước là cái căn của nó từ chữ áp là đến, hay từ chữ A cộng căn bay là lớn lên trưởng thành, tức là lớn lên trưởng thành, đó là cái là lấy từ những căn gốc của cái từ đó. Thì Apo Tha Tú, thì cái chữ đặc tính của Apo thì mình ghi đặc tính Apo nước hai chấm, đặc tính Apo nước hai chấm. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng ha, chảy ra và quấn tụ lại. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, đượm nhuần các sắc đồng xanh, đượm nhuần các sắc đồng xanh. Rồi xuống dòng, làm cho có sự tiến hóa tốt đẹp. Rồi xuống dòng, gìn giữ không cho các sắc khác bị rời ra. Gìn giữ không cho các sắc khác bị rời ra. Đó là bốn cái cách mà mày diễn đạt về cái đặc tính của nước. Là đặc tính của nước là nó khuynh hướng là nó chảy, làm cho chảy ra và nó quấn tụ lại. Chúng ta thấy khi mà không có nước thì những vật chất nó sẽ bị rời rã ra, nhưng mà nhờ có nước nó chảy ra, nó quấn tụ là những cái chất đó, và nó làm cho nó đượm nhuần các cái sắc đó. Nhờ các sắc nó được gom tụ lại, được mềm dẻo, được tươi tốt, là cũng nhờ có cái bản thể của nước làm cho cái sắc pháp được, những sắc pháp nó được tiến hóa tốt đẹp, gìn giữ không còn bị rời rã, không cho bị rã rời. Do vậy đặc tính của nước như vậy cần được hiểu là như vậy em. Rồi xuống dòng, tứ ý nghĩa hai chấm, tứ
thử ý nghĩa. Dòng trạng thái chảy ra hay kết hợp lại, chảy ra hay kết hợp lại. Ta thấy cái vật chất nó có hai cái mặt nữa ha, đất cứng mềm nước chảy ra kết hợp lại, có hai mặt luôn. Rồi phận sự có cách tiến hóa, phận sự có cách tiến hóa. Có cách tiến hóa phải nhờ sự chảy ra và quấn lại, nhờ sự chảy ra và quấn lại nên nước làm cho các sắc đồng xanh đượm nhung tươi tốt, nhờ sự chảy ra và quấn lại nên nước làm cho các sắc đồng xanh nhuộm đượm nhung tươi tốt. Đó là phần sự của cái nước, là có một tiến hóa nhờ có sự chảy ra và quấn lại đó, làm cho những cái sắc khác và đồng chung của nó được đượm nhung và tươi tốt. Rồi số 3, sự thành tựu là kết hợp siết chặt lại. Sự thành tựu là kết hợp siết chặt lại, đó là thành tựu của cái nước, nó làm cho những cái sắc pháp khác được kết hợp lại, được siết chặt lại, đó là sự thành tựu. Rồi số 4, nhân cần thiết cũng có tam đại. Nhân cần thiết là tam đại, đất lửa gió. Rồi, như vậy chúng ta thấy là bốn ý nghĩa của nó, trạng thái là của nước và sự chảy ra kết hợp lại, phận sự là làm cho những cái sắc pháp khác được trở nên tươi tốt, tốt đẹp, và từ sự thành tựu đó là kết hợp lại. Kết hợp các sắc pháp sanh chung đó, kết hợp lại siết chặt lại, và nhân cần thiết là phải có đất lửa gió. Ủa nói chậm lắm mà sao nói tao đọc chậm rì nữa. Lạ, đọc giống như là từ chữ cho ghi là sướng quá mà. Kể tài à, viết vậy mà mới nhớ, viết mình viết tập trung khi mình viết nhớ, nhớ lâu hơn nắm được cái cốt lõi của pháp. Rồi mốt ai hỏi mình cái này, trong đầu mình tự động hiện lên liền. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu hồi dòng, đúng rồi, giỏi tiếng Việt đúng rồi, viết viết giỏi luôn, viết tiếng Việt là thành tiếng Campuchia cái mệt nữa. Campuchia động hiểu vậy luôn. Xuống dòng đánh cái hoa thị đầu dòng, đặc thù của nước, tức là cái đặc thù của nước là không thể tiếp xúc qua năm giác quan. Đặc thù của nước là không thể tiếp xúc qua năm giác quan. Nhớ để ý nha. Tức là nhà nước, bản thể của nước mình không có thể nhìn thấy được, mình không có thể nghe được, mình không có thể ngửi được, mình không có thể xúc, không có thể nếm được, không có thể xúc chạm được, không có thể
tiếp xúc được qua năm cái giác quan đó. Tại vì nước là không thể nào mình chỉ dùng mắt mình thấy được. Chẳng hạn như giờ mình thấy cái dòng sông ha, mình thấy được cái dòng sông là nước, mình nói là nước, nhưng mà thực sự cái thấy của mình đó, nó là sắc, nó là sắc cảnh sắc chứ nó không phải là nước. Mình thấy được cái dòng sông là mình thấy được, là thấy qua cái sắc, qua con mắt, mắt thì thấy sắc thôi. Còn mình lấy tay mình thọt xuống mình thấy nóng lạnh đó, thì nó là lửa, nó do mà nhiệt lượng đó, chứ nó không phải là nước. Đúng rồi, mình không thể thấy được cái bính đó. Cho nên mình nhiều người nó cũng khó hiểu cái này. Nó nhìn dòng sông thấy nước rõ ràng, sao không thấy? Nhưng mà đâu có thấy được. Mình thấy bằng mắt là cảnh sắc rồi, nó có cái màu vàng hay là màu đen hay là màu trắng gì đó. Cái đó mình thấy là thấy bằng mắt, thấy qua cảnh sắc. Còn giờ nó nóng lạnh là bằng lửa. Mình thấy nó chuyển động là gió. Là mình không thể nào thấy được cái nước được. Cho nên đó là cái đặc thù của nước là vậy, không thể tiếp xúc qua năm giác quan. Rồi xuống dòng cho thêm cái bông nữa. Nước là sắc tế, nó cũng là sắc pháp nhưng mà nó thuộc về sắc tế, mà vi tế đó mà không thể mà tiếp xúc được. Đó là nước là sắc tế. mắt mình là khóc, mắt mà khóc, mà khóc là do tâm gì quý vị? Khóc là do tâm gì? Alo, khóc là do tâm sân. Quỳ nha. Rồi nước mà sắp tới. Rồi sử dụng thêm cái mộc nữa, lạnh phải nóng. Lạnh, nóng không phải là đặc tính của nước. Lạnh, nóng không phải là đặc tính của nước. Nhấn mạnh mới đây để mình nắm rõ ha. Là lạnh hay nóng là thuộc về nhiệt chứ không phải là nước. Giờ thấy hồ nước lạnh quá, nước mày nóng quá, không phải nước ha. Rồi đó là xong cái phần này về nước. Rồi số 3 là tê chô tha tú, nguyên tố lửa. Nguyên tố lửa. Nó căng từ dữ này, từ tít. Căn từ chi tiết làm cho sắc bén chín mùi. Căn từ chi tiết làm cho sắc bén chín mùi. Tiết làm cho sắc bén chín mùi. Rồi dòng đặc tính hai chấm nóng lạnh, nóng và lạnh, âm và dương, nóng và lạnh, âm và dương. Âm với mùi kia đúng không? Mùi kia đây. Nóng và lạnh, âm và dương, đó là đặc tính của nguyên tố lửa, nóng và lạnh, âm và dương. Rồi, đó là đặc tính của nguyên tố lửa ha, nó có hai mặt, nóng hay lạnh, hoặc là âm hoặc là dương. Rồi xuống dòng, lửa ở trong thân có 5 cách. Lửa ở trong thân có 5 cách. Copy cho quý vị cho lẹ đi ha. À đúng rồi. Nói lại những tiếng Việt rồi riết cũng chặt lắc luôn. Chính mùi. À thấy 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 gửi bài lên không vậy?
Có thấy bài không? Alo. Thấy à? Ok. Rồi, ok. Là có năm cách đó, là chất ấm ở trong thân, là chất nóng trong hơi thở, là chất nóng quá độ và bệnh nhiệt, là lửa làm cho thân già, là lửa làm cho tiêu vật thực, tức là lửa ở trong cái thân này của mình đó, nó có năm năm cách như vậy, như là cần phải để ý, tức là trong thân mình đó, nó có những cái ấm 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 ấm, là lửa, nó cũng là lửa luôn. Un mate cho ha, rồi là chất nóng trong hơi thở, mình thở nó có chất nóng ấm 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 đó, là lửa. Rồi khi mà mình bị nhiệt bị bệnh thì nó lên độ nóng thì nó cũng là lửa, và lửa làm cho cái thân mình nó cũng bị biến hoại, bị già đi ha, là lửa. Rồi trong bao tử hay gì vật thực mình ăn vô nó có cái axit làm cho tiêu vật thực đó, thì trong đó cũng là có chất lửa, và là năm cách lửa trong thân. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Ủa chưa? Một trạng thái là cấp nóng, trạng thái là cấp nóng. Ghi trước đi, ghi lên rồi dòm chép lại. Trạng thái là cấp nóng. B là phận sự, làm cho chính. Phận sự là làm cho chính. Sự thành tựu là ấm áp. Sự thành tựu ấm áp. Đây là nhân cần thiết. Gió. Là chúng ta thấy là cái bản thể của lửa đó, cái trạng thái nó là nóng ha, và có cách nóng, cái phận sự nó làm cho những sắc pháp khác cũng được chín mùi, được chín, và thành tựu nó là được ấm áp, tức là ấm ấm hơn cái lạnh, lạnh lạnh hơn cái ấm ha. Thì là sự thành tựu là ấm áp. Nhân cần thiết có tam đại đất nước và gió, thì tứ đại là đất nước lửa gió ha. Giờ mình lấy cái lửa ra thì còn lại đất nước và gió, là tứ ý nghĩa của cái nguyên tố lửa. Xong chưa? Số 4. Nguyên tố gió. Và vô thà tú. Và vô thà tú. Đó, nó căng từ chữ quay là di động, rung động, căng từ chữ quay thành là chữ
xíu là ra như ve như quay đó, thấy không, là di động rung động biết mà, nó hiện là sao, thấy đây thấy bình thường mà nó vậy đó. À tiếng nói hả, chứ không phải chữ. Ngăn từ chữ quay di động rung động rồi, nghe chưa, nghe bớt chưa. Rồi đặc tính, đặc tính qua vô gió hai chấm, đặc tính qua vô gió hai chấm. Tính qua vô gió dòng, nghe tao dòng lai động phải thay đổi chỗ, lai động thay đổi chỗ, nó là đặc tính của cái bản thể gió, là nó làm cho lai động, nó làm cho những cái sắc đầu xanh chung nó bị lai động, bị thay đổi cái vị trí, nó không có đứng yên ha, bị thay đổi gì đấy, kêu lai động thay đổi chỗ. Rồi xuống dòng, kèm, kèm các sắc đồng xanh đứng vững, kèm các sắc đồng xanh đứng vững. À, tức là cái bản thể gió nó có một cái công năng, nó giữ những cái sắc khác được đứng vững, chẳng hạn như giờ mình đứng mà không bị ngã đổ được là cũng do cái bản thể gió nó gìn giữ, nó giữ cho cái thân mình nó được đứng ha, chứ thôi là té, không có đứng được. À, kèm các sắc màu xanh đứng vững, đó là đặc tính của qua vô, là lai động thay đổi chỗ hoặc kèm các sắc màu xanh đứng vững. Được chưa, viết xong chưa? Alo, rồi hết gió, hết gió, hết tiền nghỉ. Hết gió, hết tiền. Rồi đặc tướng của gió có hai, đặc tướng của gió có hai, chấm. Tướng của gió có hai, mỗi sáng nãy nói học đầu đà luôn, tới một sáng rồi mà bây giờ mới tới đây cái rồi nghỉ tới đây nguyên trang đuối. Tướng của gió có hai, dòng một tỉnh phong, tỉnh phong hai chấm, một tỉnh phong hai chấm. Học chấm mệt rồi, tỉnh phong hai chấm, làm cho các sắc đồng xanh được quân bình thăng bằng, làm cho các sắc đồng xanh được quân bình thăng bằng. Đúng vậy, làm cho các sắc đồng xanh quân bình thăng bằng, gọi là tỉnh phong. Đó là tỉnh phong. Số 2, động phong hai chấm, làm cho các sắc di động lai chuyển, làm cho các sắc di động lai chuyển. À, như vậy chúng ta thấy rằng gió nó có hai phần, là chúng ta với cái đặc tướng của cái gió đó,
nhất là tĩnh phong, tức là gió mà gió yên tĩnh đó, nó làm cho cái sắc mà sanh chung, những cái vật chất sanh chung đó, được quân bình, được thăng bằng, nó không bị ngã đổ. Và cái động phong đó, tức là làm cho những cái sắc nó được chuyển động, nhờ có cái động phong này mới chuyển động được, mới dây đi đứng nằm ngồi co duỗi, đó là do những động phong này làm việc ha. Đuối tai là gì? Rồi, bây giờ đuối tai là gió ở trong thân có sáu cách. Gió ở trong thân có sáu cách. Gió ở trong thân có sáu cách. Bóp cái này lên luôn nha. Thấy không? Thấy không? Alo. Có thể mình sửa thứ tự lại giờ cho nó xuống theo từng cái nó dễ đọc hơn. Gió ở trong thân có sáu cách. Gió thổi lên, một là gió thổi lên. Uthanagamaywa vô. Ngáp axi đó. Gió thổi xuống. Rồi gió thổi trong bụng thường xuyên. Nhưng mình từ bụng phồng lên sạt xuống là gió thổi trong bụng thường xuyên, cái đó không phải hơi thở nha, là gió trong bụng thôi. Gió trong ruột già, là trong ruột già mình gió nó chạy chuyển trong đó, gió đi khắp cho thân, gió chạy đi khắp cho thân mình, trong mạch máu, trong xương, trong tủy, trong gì có gió đi khắp cho thân như vậy. Hoặc là hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là hơi thở vô hơi thở ra cũng là gió. Thì khi mình thở vào, mình thở ra, đó là bản thể của gió. Mình phải biết, học mình biết cái này để khi mình đi vô pháp hành mình biết. Thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, đó là gió. Lúc đó mình mới tắt ý, mình để ý coi cái bản thể gió nó chuyển như thế nào, mình mới thấy. Do giờ mình học mình biết được. Rồi trong, ví dụ mình ngồi mình niệm về phòng xẹp, thì đó là gió thổi, là gió trong bụng. Gió thuộc về trong cái bụng mình, chứ nó không phải là hơi thở. Hơi thở chỉ vô phổi thôi, chứ nó không vô bụng nha quý vị. Mà gió trong thân mình phân ra cho mình biết là nó có sáu cách là như vậy. Gió thổi lên, gió thổi xuống, gió thổi trong bụng, gió trong bụng già, gió đi khắp cho thân, hơi thở vô, hơi thở ra. Thì vậy là chúng ta thấy mình có sáu thứ gió thường xuyên ở trong cơ thể của mình ha, trong cơ thể của chúng sanh. Còn ngoài ra cái đó là gió thuộc ngoài đó, thì nó gió thuộc về thiên nhiên, chứ nó không phải là gió trong cơ thể nha. Giờ ngoài gió thổi ầm ầm cái đó là gió thuộc về thiên nhiên, về vấn đề ngoài, nó không có thuộc trong cơ thể của mình. Cho nên sáu thứ gió này để cho biết là nó chỉ có trong cơ thể của chúng sanh thôi. Đó là chúng ta thấy qua sáu cách này thì khi mình tu tập thiền quán, qua thiền định hay gì đó mình biết được, thì khi mình quán sát hơi thở vô thở ra thì nó thuộc về gió thứ mấy quý vị? Hơi thở vô thở ra gió thứ mấy? Sáu, đúng rồi. Còn nếu mà mình quán về phòng xẹp thì thuộc gió thứ mấy? Gió thứ ba ha, cái thứ ba học xem. Rồi đúng rồi đó. Rồi sử dụng tứ ý nghĩa 2.1 trạng thái. Tứ ý nghĩa 1 trạng thái. Lai động hay căng ra. Trạng thái là lai động hay căng ra. Đấy là cái trạng thái của gió, nó làm cho những sắc pháp khác bị lay động, bị rung động hay là bị áp lực của những cái sắc pháp
những cái sắc pháp mà thấy nó bị áp lực di chuyển chuyển động căng phòng lên đó, đều là do nguyên tố gió nó làm chủ động, mà chủ trong cái này đó là trạng thái của gió. Rồi phận sự làm cho lay động, phận sự làm cho lay động, tức là phận sự của quản thể gió nó làm cho những cái sắc pháp sanh chung đó được lay động, được chuyển động, được chuyển tới chuyển lui, hoặc là làm cho những cái sắc động sanh khác được giữ vững, được cứng đứng vững, không không có bị ngã đổ. Chẳng hạn như mà mình bơm bánh xe đó, mình bơm hơi gió vô bánh xe mềm, mình bơm lên cứng lên thì xe nó được cân bằng nhờ cái gió nó giữ cân bằng, ví dụ vậy ha. Đó là phần sự làm cho lay động. Sự thành tựu, thứ ba, sự thành tựu là sự chuyển động, sự kéo đi về chỗ, sự chuyển động, sự kéo đi, sự về chỗ. Tức là khi mà chẳng hạn như giờ mình đi kinh hành thì ví dụ khởi ý mình muốn đi, bước đi, thì lúc đó khi cái ý mình khởi muốn đi, cái gió nó phát sanh, nó làm cho chuyển động, nó kéo cái thân mình đi di chuyển tới, thì lúc đó là đó là bản thể gió, nó là sự thành tựu của nó, là nó kéo đi, nó dời chỗ, giống như là một cái động năng của cái bản thể gió, nó làm cái việc như vậy. Rồi nhân cần thiết, số 4, nhân cần thiết có tam đại, có tam đại đất nước lửa. Rồi, nhận cần thiết đúng không? Rồi, xuống dòng. Vì duyên một đánh và thiện cái. Sắc tứ đại gom chung lại. Sắc tứ đại gom chung lại. Được gọi là tứ đại chủng. Hay tứ đại minh. Các tứ đại gom chung lại gọi là tứ đại chủng hay tứ đại minh. Gọi là bốn cái sắc này là gọi là sắc gọi là tứ đại chủng hay là tứ đại minh là rõ rệt, được thấy, được cảm nhận, được rõ rệt, gọi là sắc tứ đại. Rồi đó là chúng ta vừa xong được bốn cái sắc này gọi là sắc tứ đại, do cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết một cách chính xác ha, về bốn cái tứ đại này, từ bốn cái tứ đại này nó phát sinh ra những cái sắc khác, tức là 24 sắc kỳ đại sinh là từ bốn cái tứ đại này phát sinh ra. Thì sau mình sẽ học tiếp về sắc kỳ đại sinh, đó là như vậy. Rồi hôm nay do phước báo mà chúng ta học được quy pháp, hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được an vui hạnh phúc, luôn được có trí tuệ, được sanh làm người, sanh làm bậc trí tuệ, để có đầy đủ tâm nhân và có được thành tựu được những cái ước nguyện cao, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng biệt nhau các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Bảo Nam mô Sa Di Đà. Rồi xin tạm biệt và cho em xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chào Nguyên Như, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đang giảng giải cho chúng con bài học rất là hay, rất là dài của ngày hôm nay. Sa thú thầy chép quá trời luôn. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Bye bye.
tu sa băng ga lang ra khang tu sa ba de ba ta sa ba bu tha nu pha ve na sa da su thi pha vang tu te pha ba tu sa ba mang ga lang ra khang tu sa ba de ba ta sa ba đà ma nu pha ve na sa da su thi pha vang tu te pha ba tu sa ba mang ga lang ra khang tu sa ba de ba ta sa ba sang kha nu pha ve na sa da su thi Phà văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na wa ka cha phin kha wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sa de da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni căn tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa măng gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no gu thân sam ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu quá nà cá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Trong ngày vị lai, Nguyên Như kho con xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học những bài rất là hay về ngọa quỷ sự với sư Pháp Thanh. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.